Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Esports TV và The Intercontinental tại Thái Lan, tiếp tục với những trận đấu của nhóm 2. Và nhóm này đã đi đến trận đấu cuối cùng. Trước mặt chúng ta là cuộc đối đầu giữa Jeff Hand, Mostovic và đại diện đến từ Indonesia đó là Muhammad Akbar. Hiện tại thì Akbar đang có 0 điểm. Chính xác. Với hệ số là âm 2. Còn với Jeff Hand Mostovic thì anh ta đang có 1 điểm và hệ số đang là 0. Tuy nhiên nếu như trận đấu này anh ta thắng với kết biệt 3 bàn thì anh ta sẽ là người đi tiếp. Còn nếu như anh ta không làm cái điều đấy thì suất đi tiếp sẽ được nhường cho đại diện đến từ Hàn Quốc đó là Kim Sung Suk. Và thực đây sẽ một trận đấu mà vô cùng khó khăn dành cho anh chàng Jeff Hand. Bởi vì anh ấy sẽ phải cố gắng làm sao kiểm soát thế trận và phải ghi được nhiều bàn. Phải ghi nhiều bàn thắng. Trong khi đó anh chàng kia thì hết mục tiêu rồi. Chắc chắn là không thể vào được nữa rồi. Anh ấy sẽ đá một cách rất thoải mái và anh ấy có khi là lại nhờ một gọi là giúp một tay cho anh chàng Kim Sung Suk thì sao. Cái đấy cũng chưa thể biết được. Còn hoặc là nếu như muốn trả thù cái anh chàng vừa thắng mình xong, sẽ có một cách nào đó để cho anh chàng này thắng vào các bạn. Cái đấy là một cái kịch bản mà chúng ta sẽ phải có được rất nhiều những cái sự phải lượng dự đoán. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà đã đến với giải quốc tế rồi, họ sẽ đá một cách rất chuyên nghiệp. Đúng như vậy. Và với châm ngôn của đại diện Ukraine Mostovic đó là tôi chỉ nhìn thấy mục tiêu. Chẳng nhìn thấy trông gai thì rõ ràng đây là một trong những cái trận đấu mà mục tiêu có, nhưng tôi nghĩ là trông gai sẽ là rất nhiều. Trông gai sẽ được nhiều bởi cách biệt phải là 3 bàn trở lên. Đúng là như thế. Và với trận đấu mà 6 phút thôi, mà nếu mà cái thế trận nó giằng co mà có kiểu rất là cam go để có thể tìm được vào khung thành thì quả thực là 3 bàn là cái gì đó cực kỳ khó khăn. Khi mà những trận đấu mà kết thúc từ 1-2 bàn thắng là tôi đã phải khó rồi. Đấy, thế mà bây giờ phải 3 bàn, mà cách biệt 3 bàn chứ không phải là 3 bàn thắng. Nếu ghi 3 bàn bên kia ghi lại 2 thì nó cũng thôi gãy. Và chúng ta cũng là phải nói rằng là phải tạm biệt giữa hai anh chàng này rồi. Dắt tay nhau đi lên hay dắt tay nhau đi xuống. Tức là một anh chàng này giúp hay là không giúp mà thôi. Đại diện Ukraine thì đang có một cái thành tích tại giải đấu quốc nội phải gọi là cực kỳ tốt. Chính xác hơn không phải là quốc nội mà là giải đấu quốc tế nằm trong quốc vệ chu của châu Âu. Thì anh ta đã có 3 lần lên ngôi vô địch rồi. Và xứng danh gọi là ông chủ của bóng đá châu Âu. Và trước mặt chúng ta là Bayern Munich và Real Madrid. Và Real Madrid này là của Muhammad Akbar với sơ đồ chiến thuật đó là 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương, thủ môn Keylor Navas, các hậu vệ Dani Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo, tiền vệ trụ Toni Kroos, ba tiền vệ tấn công là Gareth Bale, Luka Modric, James Rodriguez và hai tiền đạo cắm của Akbar là Ronaldo và Benzema. Ronaldo quả này hơi kém rồi. Nhưng có lẽ rằng trong một cái thế trận như thế này thì anh ấy cũng sẽ không có quá nhiều những cái sự lựa chọn nào khác nữa cả. Đúng. Benzema và Ronaldo sẽ là hai chỉ tiền đạo cắm là hợp lý rồi. Trong cái đó bên kia với James Hand sơ đồ sẽ là 4-1-4 biến tấu hay là 4-2-4 đây rồi. Với thủ môn Neuer, Lam và Alaba hai đội cánh, Boateng và Benatia sẽ là một bộ tứ vệ có lẽ là hoàn hảo nhất rồi. Alonso đã sâu nhất, Vidal sẽ làm vị trí tiền vệ con thoi, hai cánh Douglas Costa và Robben tuyệt vời, Müller, Lewandowski. Và với một sự góp mặt của Robben đang hơi kém một tí thì tôi nghĩ rằng là nên để cho Ribery có thể được có cái cơ hội. Đúng như vậy. Chúng ta thấy rằng là Jeff Hand Mostovic đang có một sơ hở về đội hình. Ở trận đấu Hàn Quốc anh ta thi đấu sơ đồ là 4-2-3-1. Nhưng trận đấu này là 4-2-4 và cái tấn công hoàn toàn đấy. Đúng rồi, cái xu hướng ấy. Cái ý định của anh ta là thể hiện rõ ràng ngay ở cái sơ đồ chiến thuật này, đó là tổng lực tấn công với 4 tiền đạo cắm. Trong khi đó bên kia thì cũng không phải là một trận đấu mà kiểu chơi kiểu cú cưa mà không hề có ý định là muốn kiểu cầm trận đấu một cách nó chắc chắn quá. Với chỉ một duy nhất một vị trí tiền vệ trụ lùi sâu là Kroos và không phải là một vị trí mà anh ấy có thể đảm bảo một cách tốt nhất. Và vị trí 5 vị trí tấn công đều dâng khá cao. Sẽ là một thế trận khá mở dành cho anh chàng Akbar này. Và Akbar mở rồi thì bên kia cố gắng mà ghi bàn đi. Tôi nghĩ là như thế đấy. Đây là một trận đấu đôi công. Tức là tôi không hoàn toàn giúp anh. Nhưng tôi cũng không muốn đá một trận đấu mà hoàn toàn có một cái gì đó kiểu gò bó quá. Tôi với anh đá đôi công. Trong trận đấu của Mostovic với đại diện Hàn Quốc thì tôi cảm giác như là Mostovic muốn một trận đấu hòa. Đúng đúng. Khi mà người Hàn Quốc ghi bàn rồi thì Mostovic cần có một bàn thắng và anh ta làm điều rất nhanh. Làm được ngay luôn. Khi hiệp 2 bắt đầu chỉ vài phút thôi anh ta đã có được bàn thắng đấy rồi. Và tôi nghĩ rằng là Mostovic là một trong những cầu thủ mà có thể trong những mẫu vận động viên mà có thể kiểm soát được cái thế trận. Tức là lúc cần ghi bàn anh ta thì ghi bàn được, lúc muốn bảo toàn tỷ số anh ta sẽ cầm bóng nhiều và bảo toàn được tỷ số. Nếu mà có khả năng nắm được thế trận trong tay như thế quả thực đây sẽ là một cái đối thủ rất nguy hiểm. Nếu trận đấu này mà đúng thực sự theo kết quả của anh ấy muốn là 3-0 hoặc là cách biệt 3 bàn mà anh ấy làm được thì quả thực vào trong vòng bán kết đối thủ nào gặp phải anh chàng này tôi nghĩ là vô cùng là vất vả. Chúng ta đang được chứng kiến trận đấu cuối cùng tại nhóm đấu thứ hai giữa Muhammad Akbar và Jeff Hand Mostovic. Đại diện đến từ Indonesia sẽ đối đầu với đại diện đến từ Ukraine và cơ hội đi tiếp của người Indo là hết rồi. Bây giờ có lẽ rằng nếu trận đấu này thì họ nên gọi là để lại một cái gì đó, một ấn
ấn tượng một dấu ấn gì đó dành cho những khán giả tại nhà thi đấu lúc này. Trận đấu trước thì tôi cũng đã nói rồi, trận đấu này thì Mohamed Abba hoàn toàn có thể có được một chiến thắng gọi là danh dự, và thứ hai là được nhận danh hiệu là kẻ trong gậy bánh xe hay nhất giải đấu. Và chắc chắn kia Suzuki sau trận đấu sẽ ra ôm luôn. Vừa xong kết thúc trận đấu phát mà thấy là ra phát tài luôn, tài phát mừng, và trận đấu sẽ bắt đầu ngay lúc này. Abba bên tay trái với trang phục áo trắng quen thuộc, áo trắng quần trắng tất trắng. Marcelo đá khá bình tĩnh, đúng rồi, mất bóng luôn. Ngay đường truyền thứ ba thứ tư gì đấy thì Abba để mất bóng rồi, và chúng ta cùng chờ xem Mostovic sẽ tấn công như thế nào đây, khi mà mục tiêu của Mostovic là một chiến thắng. Thật đó là một cái điều kiện đủ cần thôi, và điều kiện đủ là phải càng ghi nhiều bàn càng tốt. Đúng như vậy. Bật giữa rất thoải mái. Arturo Vidal chuyền vào trong thì đã bị bủa vây rồi. Dù là 4-1-3-2 trông có vẻ phòng thủ hơi ít, nhưng chỉ cần có thể bắt được 4 vị trí tiền đạo phía trên thì tôi nghĩ rằng không có quá nhiều khó khăn dành cho anh chàng Akba này. Mà chỉ quan trọng nhất đó là những khả năng di chuyển và kiểm soát thế trận của anh chàng Mostovic là như thế nào. Những đường chuyền từ hàng tiền vệ lên hàng tiền đạo của Mostovic đang không có được sự chuẩn xác cao, nhưng phải nói rằng hậu vệ áp sát và cắt bóng cực kỳ chuẩn xác. Điều này khiến cho Mostovic đang có nhiều bóng. Cố chuyền nhưng đã bị bắt bài với thể hình tốt của Varane. 15 phút trôi qua và có vẻ như thế trận vẫn đang hơi là một chiều. Bên kia Akba vẫn chưa tìm được đường vào khung thành, chưa có được một đường chuyền bóng. Ô đây rồi. Khá nguy hiểm. Pha đánh ô về rất tốt. Trận đấu vẫn còn nhiều thời gian. Chắc chắn là anh chàng Jeff Hen này vẫn đang cố gắng thử nhiều cách. Ban đầu là dạng như kiểu đá dọc biên, sau đó không thấy ổn lắm thì có thể băng đợt ở giữa, đẩy bóng tốc độ nhanh. Chưa ổn lắm bây giờ tôi nghĩ rằng lại quay ra biên để có thể tạt vào. Đây rồi, biên rồi. Douglas Costa chuyển rất tốt, bàn bật nhịp nhàng 1-2. Và những pha bàn bật này loại bỏ các cầu thủ áo trắng rất dễ dàng. Nhưng những pha tấn công đường chuyền cuối cùng thì nó đã không có sự chuẩn xác cao. Bây giờ thì sao? Costa quá dẻo, chuyển ra vào khoảng trống. Alaba! Rất đáng tiếc. Đó là cú sút ra chân rất căng, thoáng, nhưng mà sút ngay vào vị trí mà anh chàng Navas đứng ở trận rồi. Navas gần như chỉ có một động tác, đó là khép đầu gối vào. Không bay người, không xoạc chân, không làm bất cứ một động tác nào ngoại trừ động tác khép gối. Đúng, đúng, đúng. Có thể đánh đầu. Wow, Lewandowski đánh đầu ra ngoài. 30 phút trôi qua, 1/3 thời gian của trận đấu. Mà nếu như cố gắng phải 30 phút ghi một bàn thì may ra được. Nhưng 30 phút vừa rồi là một tình huống nguy hiểm thôi, chưa thể ghi bàn. Và Jeff Hen vẫn đang cách cái ngưỡng cửa của mình, cái gọi là cái mục tiêu của mình rất xa đấy. Lỗi rồi. Hơi vội. Mà nếu quả thực mà kiểu đang mải tấn công thế này, để cho Akba một tình huống phản công ghi bàn thì quả thực lúc đấy thì Jeff Hen vô cùng là bị bối rối. Bối rối. Toni Kroos. Đấy rồi. Điều tôi nói, một tình huống tác động nhẹ đến phía sau của anh chàng Alonso đủ để mất bóng bên kia. Cái thiếu của bên phía Bayern lúc này đây chính là một vị trí tiền vệ con thoi mà có thể làm cầu nối, vừa có thể kiến tạo được nữa. Để Lewandowski, Douglas, trường thua. Khi mà Vidal thì hoàn toàn có được thể lực, có được sự chăm chỉ nhưng chưa có được cái độ sáng tạo để có thể làm một cái cầu nối thực sự tốt ở vị trí tiền vệ tấn công. Đang tìm khoảng trống, đang tìm đường dẫn bóng vào khung thành, nhưng có vẻ như Mostovic đang gặp khó trong cái vấn đề này. Cơ hội, Vidal, dứt điểm. Quá nhẹ nhàng, bóng cứ như kiểu một đứa trẻ mẫu giáo sút vào vậy mà vẫn vào được. Giỏi, rất giỏi. Và thực sự tôi không hiểu Keylor Navas làm gì trong tình huống đó nữa. Hình như anh đang mải tưởng người xem hoa à, bị trẻ mắt rồi. Đấy, sút nhẹ như thế này nhưng mà đấy, sải tay ngắn. Cao có 1m82 thôi chứ không phải 1m96 hoặc là 1m93 như kiểu Neuer. Đây, nếu Neuer có khi cản được. Đó là điều bất ngờ trong một pha dứt điểm mà không ai nghĩ là vào. Mới cầu may thì phải. Nhưng Vidal, hay chính xác hơn là Mostovic, đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước tỷ số 1-0. Bây giờ anh ta còn 2 bàn thắng nữa để chắc suất một chiếc vé đi tiếp. Đúng. Còn nếu không thì cần một bàn thắng nữa để cân bằng với Kim Seok-suk. Ít nhất để có thể là may mắn hơn phải là 2 bàn đã. 2 bàn rồi thì tính tiếp với ban tổ chức, lúc đấy tính sau. Nhưng mà bây giờ là phải cố gắng ghi thật nhiều bàn. Và quả thực lúc này đây thì Kim Seok-suk đang có lẽ đang khẩn cầu khẩn rồi. Khẩn cầu rồi, đang có lẽ niệm Phật gì đang đó. Toát mồ hôi rồi. Bởi vì nếu như để bên anh chàng các ba này để thủng lưới tiếp bàn nữa, lúc đấy chắc chắn là mồ hôi ra rất nhiều. Và kiểm soát thế trận là đúng chắc chắn rồi, 64%. Vẫn là một con số mà Mostovic đã thể hiện trước Kim Seok-suk, 64%. Hai lần dứt điểm trúng gôn, một lần Alaba và một lần của Vidal. Alaba sút rất căng, không vào.
chuyển sang sút nhẹ, thật sự nhẹ thì là Vidan thành công. Và trước đó nên nhớ rằng Lewandowski cũng có một pha đánh đầu mạnh và bóng đi vọt xa. Có lẽ rằng là với anh chàng Akba không nên quá mạnh bạo, cần phải nhẹ nhàng rồi, tinh tế một chút. Và như vậy hiệp 2 đã bắt đầu. Ở hiệp 2 này thì Mostovic sẽ bảo vệ phần sân bên trái. Và ngay lập tức đã có những pha lên bóng rất nhanh với tốc độ cao. Một đường chuyền về khá mạo hiểm. Akba có vẻ như trình độ cũng không thể lên thêm được nữa. Bởi vì anh ấy có nhiều cơ hội để có phản công nhưng mà rất tiếc những đường chuyền cuối cùng là điều anh ấy còn thiếu. Modric. Bale. Ý tưởng là đây. Tạt luôn được. Wow. Hay đấy, hay đấy. Hay thôi chưa được. Hình như đó pha ấn sít rồi giật lùi về đúng không? Chính xác, chính xác. Pha gọi là vắt bóng ngược lại rất hay. Một đường chuyền ra vượt tuyến. Chưa đủ. Còn lúc này mới phản công tiếp tục này. Akba. Cái này bắt rõ ràng rồi. Nhìn rõ bài. Có vẻ như Akba đang thi đấu theo bài. Bài có khi là ngon không được. Những pha bóng sát chân vô cùng. Lê Hoan mở tốc. Và đang đuổi theo. Túm quần, túm áo. Phối hợp thật bình tĩnh. Ê, pha vừa nữa này là hơi lộ bài. Mất rồi. Rõ ràng Akba đang thi đấu rất bối rối. Akba đã không có sự bình tĩnh cần thiết trong những pha xử lý bóng của mình. Boateng. Chỉ còn một bàn thắng nữa thôi, ít nhất là một bàn thắng nữa. Đây rồi. Ê, đường chuyền ngay sau đó thì khi mà tôi phát hiện ra được khoảng trống thì anh chàng bên Akba cũng chắc chắn sẽ nhìn thấy rồi. Hơi non. Chám ngay vào khoảng trống đó. Trận đấu chỉ còn 20 phút nữa. Một bàn thắng nữa thôi cho Mostovic. Nhưng có vẻ như ở hiệp 2 này anh ta đang tiếp cận khung thành đối phương khó khăn hơn. Thêm nữa rằng đó là một cái gì đó hơi vội vàng và hấp tấp của anh chàng Mostovic, khiến cho những pha bóng đó không được sự chỉn chu. Nhưng Douglas Costa đang chạy bên này. Pepe và Marcelo ra bó ngay. Ở bên trong rỗng rồi. Nhưng không biết truyền cho ai. Vẫn qua được. Vẫn qua được, không có tiếng còi việt vị. Vì đang truyền ra đánh đâu. Vẫn còn Robin. Chưa hết đâu, dứt điểm. Tiếp tục, dứt điểm. Vâng, quá vất vả. Và trước đó là liên tiếp những cú sút, những pha uy hiếp khung thành. Sóng gió liên tục ập tới trước khung thành của Mohamed Akba. Và đây lại một tình huống nữa khi mà Navas sải tay ngắn không thể với tới được nữa. Nhưng phải nói cú sút của Lewan là rất tốt, bóng đi chìm, hiểm. 10 phút còn lại trong game. Một bàn thắng nữa thì Kim Seo-suk sẽ ra về. Kim Seo-suk lúc này đang nín thở rồi. Đại diện Hàn Quốc là đại diện duy nhất lúc này của bên phía gọi là đội Hàn Quốc rồi. Ở đây rồi, đây rồi. Không được, Muller hết sạch lực rồi. Nếu như Mostovic có thất bại ở trong bảng đấu này thì đại diện đến từ châu Âu vẫn còn một vận động viên khác đến từ nước Pháp. Còn với Hàn Quốc thì chỉ một anh chàng Kim Seo-suk này thôi. Châu Âu vẫn còn nữa là Thụy Điển nữa cơ. À. Đấy, vẫn còn thoải mái lắm. Thời gian không còn nhiều. Đây rồi, pha tấn công cuối cùng của trận đấu. Không qua được. Và bây giờ tôi đang trông chờ xem là ban tổ chức sẽ quyết định như thế nào. Khi mà cả hai đều có được kết quả là ngang nhau. Pha ném biên này sẽ là kết thúc trận đấu rồi. Vẫn còn Ronaldo. Ôi, quả này Akba mà ghi thì quá dễ bị bắt bài. Và đúng lúc này, trận đấu đã kết thúc. Tỷ số là 2-0. Một lần nữa như thế là anh chàng Kim Seo-suk cùng với lại Jeff Hen đã có được hiệu số bằng nhau, điểm số bằng nhau. Và ai là người đi tiếp thì tôi đang có lẽ phải chờ đến cái sự quyết định của ban tổ chức. Bởi vì đây là cái tình huống đang diễn ra ngoài cái sự gọi là tính toán. Tính toán rồi, rất khó. Thường chúng ta sẽ có khi mà hòa thì về điểm số sẽ hiệu số. Đúng. Nhưng hiệu số cùng cân bằng, bàn thắng cũng cân bằng, bàn bại cũng cân bằng. Hiệu số đối đầu bằng nhau luôn. Đúng. Thì làm sao bây giờ? Rõ ràng chúng ta sẽ phải chờ một khoảng thời gian nữa để có thể làm việc với ban tổ chức. Nhưng dù sao, cái trận đấu này cũng đã kết thúc rồi. Và đây là một trận đấu mà vẫn tất nhiên Jeff Hen cực kỳ xuất sắc. Anh ấy vẫn đang có thể nắm được trong cái quyền kiểm soát trong tay mình. Chỉ thiếu một chút nữa đó là không có được cái bàn thắng thứ 3 mà mình mong muốn có thể kết thúc nhanh. Nhưng bây giờ đã đưa đến một cái hệ quả đó là rất có thể hai anh chàng này sẽ phải đấu với nhau. Tức là sẽ phải đấu với nhau một lần nữa với Kim Seo-suk. Phải chăng là như vậy? Rất có thể. Và có lẽ nếu như mà Jeff Hen bị loại khỏi giải đấu này thì có lẽ ta là tiếc cái pha dứt điểm của Alaba ở trận đấu nhất. Đúng. Đó là pha dứt điểm mà 10-10 rồi. Đúng. Nhưng đó là một cú sút của một hậu vệ. Rất đáng tiếc.
Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng anh chàng Japan, anh đã có những trận đấu rất xuất sắc. Còn với đại diện Indonesia sẽ cũng giống như Singapore ở bên kia thôi, đều là những trận đấu mà anh ấy phải nói rằng là không có được cái quyền tự quyết trong tay và đều chia tay rất nhanh với trận giải đấu này. Và chúng tôi sẽ quay trở lại khi những diễn biến tiếp theo của giải đấu Intercontinental được bắt đầu.